Hello mọi người. Hôm nay mình giới thiệu đến mọi người là con Enamac QX3SM800 của Omron. Thì đây là dòng đồng hồ nhiệt độ có kích thước là 96 x 96. Điện áp nguồn nó là AC 100 đến 240. Ngõ ga của nó là DC 12V. DC 12V. Đây, các bạn nhìn cái sơ đồ đây, DC 12V 40 mA. Đây là cái sơ đồ đấu dây của nó, thì chân nguồn mình sẽ đấu cho chân 1 và chân 2. Ngõ ra nó là chân 3 và chân 4, chân 3 là chân dương, chân 4 là chân âm. Thì mình có 3 cái alarm là alarm 1, alarm 2, alarm 3 ở cái chân 7, chân 8, chân 9, chân 10, chân 11, chân 12. Mình có ngõ vào đa chức năng ở các chân như 22, 23 và 24. Thì đây mình dùng một cái biến trở để mình thay cho cái đầu dò nhiệt độ để mình test cho bạn xem. Thì biến trở này mình là 2 dây, mình nó sẽ là loại K, mình set số 5, mình đấu vô chân 23 và 24. Đây mình cấp nguồn 220 vào chân 1, chân 2. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn là cái bù nhiệt độ. Bù nhiệt độ. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho mình xét thử ha. Vừa làm vừa nói thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Đây mình sẽ. Ok. Thì nó sẽ nhiệt độ nó hơi hơi khó chỉnh xíu tại vì mình chỉnh một biến trở. Thì bây giờ là trước mắt đó là nhiệt độ trong bên đang ở trạng thái là đốt, có nghĩa là dưới dưới nhiệt độ cài đặt nó sẽ đốt. Thì nhiệt độ cài đặt, đây là nhiệt độ cài đặt SV của mình, nhiệt độ mình muốn mong muốn là 70 độ. Đây là nhiệt độ trong lò của mình, trong lò đốt mình đang 60 độ thì nó đang đốt. Đây có ngõ ga nó tác động mình nè, output 1 nè ha, là nó đang đốt đó các bạn. Thì khi mà nó đốt lên trên 70 độ là nó sẽ không đốt nữa. Nha. Từ 70 là nó sẽ không đốt nữa. Dưới 70 nó sẽ tác động lại, bắt đầu nó đốt tiếp để nó giữ duy trì cái nhiệt độ 70 độ cho các bạn. Rồi, ok, giờ bây giờ mình sẽ tiến hành bù nhiệt độ, mình giải thích thêm những cái vấn đề bù nhiệt độ. Ví dụ như nhiệt độ trong trong lò của mình đang là 60 độ nhưng mà đồng hồ mình chỉ hiển thị được 50 độ thôi. Cái lỗi này nó nằm ở cái đầu dò. Cái đầu dò mình nó không chính xác hoặc là nó kéo dài quá, nó gây nhiễu. Chứ cái đồng hồ thì nó chỉ hiển thị thôi, đồng hồ luôn luôn chính xác, trừ khi đồng hồ hư. Cái đó thì không nói. Còn cái đồng hồ mới mà nó vẫn sai, lý do là đầu dò đưa nhiệt độ về không đúng. Thì mình phải xác định được chính xác là cây súng bắn để mình test á, nó có đúng hay không, và cái đầu dò của mình đang đúng hay không. Thì phải có cái gì đó làm chuẩn thì mình mới biết được là cái nào đang sai. Thí dụ mình xác định ở cái bài này mình sẽ xác định được là mình giả dụ là cái đầu dò đưa về nó sai, mình cần bù. Ví dụ như là bây giờ trong lò nó đang là 60 độ nhưng mà đồng hồ các bạn chỉ hiển thị được 50 độ thôi, có nghĩa là nó đang chạy đi thiếu đi lệch đi 10 độ. Bây giờ mình sẽ bù 10 độ đó. Để bù nhiệt độ thì các bạn nhấn phím vuông đầu, phím từ đầu tiên từ bên trái qua, nhấn một lần buông ra liền. Đây, bây giờ mình sẽ đây là chính là cái thông số mà mình cần phải cài đặt. Cái thông số này, cái không không này nè, cái màu xanh này nè, chính là cái giá trị bù. Mình cần bù 10 thì bây giờ mình sẽ chỉnh nó thành 10. Đang là 0.0 nha các bạn, mình sẽ chỉnh thành 10.0. Ok, 10.0 ha. Đợi nó chưa chớp xong nó đứng yên lại. Rồi, bây giờ mình sẽ nhấn nút nút vuông. Nút vuông đầu tiên này. Đầu tiên từ bên trái qua, nhấn nhấn một lần và buông ra liền. Ok, nhiệt độ hồi nãy là 50, bây giờ nó là 60 rồi, nó đã bù được 10 độ rồi đó các bạn. Nó đã bù được 10 độ rồi ha. Rồi thí dụ như mà mình sau này mình có cần mình đã khắc phục được cái lỗi của cái đầu dò đi. Lỗi mình đưa ngắn dây lại hay là mình chống nhiễu tốt hay gì đó thì nó chạy đúng lại. Nó chạy đúng lại thì mình phải sửa lại cái giá trị này, không thôi nó sẽ lệch tiếp 10 độ. Nó cao hơn nhiệt độ trong lò. Do mình đã bù 10 độ rồi, khi mà mình chỉnh đầu dò đã chuẩn lại, mình thay đầu dò hay là mình chống nhiễu gì tốt đó, bây giờ các bạn phải nhớ là xét cái giá trị này về bằng không. Đó, có nghĩa là mình không có bù gì hết. Về 50 độ trở lại. Còn một trường hợp nữa là mình bù giá trị âm, thí dụ như là trong lò mình chỉ có 40 độ thôi. Nhưng mà vì một cái lý do gì đó mà cái đồng hồ mình hiển thị tới 50 độ. Có nghĩa là đồng hồ mình đang cao hơn so với nhiệt độ của lò là 10 độ. Bây giờ mình sẽ bù âm.
Vô âm thì mình cũng làm tương tự như hồi nãy. Hồi nãy ở đây là vô dương mình sẽ là cộng 10, bây giờ vô âm mình sẽ là trừ 10. Các bạn set nó thành 10. Dịch nó qua cái nữa. Đây là trừ 10. Ok, nhiệt độ bây giờ là 40 độ. Nó đã trừ 10 độ rồi đó. Đó là các bước để tiến hành bù nhiệt độ. Rồi ok mọi người ha, có mua hàng thì ủng hộ mình like, share, subscribe cho cái kênh video mình ngày càng mạnh mẽ lên ha. Nhớ mua hàng ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn mọi người.